Thưa quý vị và các bạn, thế giới nhân vật trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có nhiều kiểu khác nhau như nhân vật lý tưởng, nhân vật anh hùng hoặc các nhân vật phản diện. Nhưng Hoạn Thư lại khác, nàng có đầy đủ phẩm chất, suy nghĩ, hành động, việc làm của con người hiện thực sống động như chính hôm nay. Để hiểu hơn điều này, chúng ta cùng đến với câu chuyện với tiêu đề Cái ghen của nàng Hoạn Thư. Đại thi hào Nguyễn Du đã xây dựng nên nhân vật Hoạn Thư có cách ghen, sự ghen đến mức người đời chỉ cần nhắc đến tên đã biết cái ghen thế nào rồi. Thậm chí, nàng ta trở thành một hình mẫu để chỉ cái sự ghen như Hoạn Thư, đi từ văn chương đến đời thực, lưu truyền hàng trăm năm qua. Và để hiểu được máu ghen của Hoạn Thư đâu có đơn giản, chữ nghĩa của đại thi hào sâu xa lắm, người đời sau cũng chưa hiểu hết. Huống gì là thời nay. Trong truyện Kiều, loại trừ những từ ghen theo nghĩa ghen tức vì kẻ khác hơn mình như hoa ghen, trời xanh quen thói hoặc vì tài tình mà trời đất ghen, thì các từ ghen còn lại được cụ Nguyễn Tiên Điền sử dụng nguyên nghĩa ghen do người khác đã chia hoặc chiếm lấy mất người mình yêu. Và trong đó đã có 6 lần ông dành cho người đàn bà họ Hoạn. Trong 6 lần ghen, có 3 lần nàng Hoạn Thư nghĩ đến chuyện ghen tuông thường tình, còn 1 lần dành cho việc bào chữa khi ra tòa, ghen tuông thì cũng người ta thường tình, còn 2 lần khác lại dành cho cái ghen lạ đời. Thì mới biết tài văn chương của đại thi hào Nguyễn Du dùng chữ ghen đã biến hóa khôn lường. Đối với Thúc Sinh, nàng Hoạn Thư hiện lên quá khôn ngoan, dại gì chẳng giữ lấy nền, tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình. Nàng quyết không làm việc đánh ghen thường tình để mất đi nề nếp thanh danh của mình và danh gia họ tộc, cho đến khi cái chuyện ghen tuông lạ đời đã đến. Bây giờ mới rõ tâm hơi, máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen. Nguyên Du và ngôn ngữ bình dân có từ máu ghen nghe cũng lạ. Máu chỉ có các nhóm A, B, O, vân vân. Hay chuyện dòng máu từ cha mẹ sinh ra, nó được hình thành và phát triển trong tình huống nhất định. Thế nên, cách dùng từ và nâng tầm sắc thái ngữ nghĩa trong câu của cụ Nguyễn Du, tài tình chính những chỗ ấy. Nàng Hoạn Thư lại tiếp tục đắn đo suy nghĩ. Nghĩ rằng ngứa ghẻ hờn ghen, xấu chàng mà có ai ghen chi mình. Sợ chàng xấu mang tiếng với đời mà mình chẳng tốt đẹp gì hơn, nhưng lại bứt rứt, thấy cứ khó chịu, cứ hờn ghen, thế mới lạ làm sao. Cái tài của cụ đại thi hào Nguyễn Du là cách ông đưa ra những chữ nghĩa để người đọc tự nghiền ngẫm, tự nghĩ, tự kết luận. Cái chuyện ghen tuông là thường tình. Ở đời ai lại chấp nhận việc chồng chung bao giờ? Thế nên cho dù rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nhưng mà lòng riêng, riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Cái bi kịch ghen tuông dưới tài văn chương của Nguyễn Du thật linh ứng. Cụ cho Hoạn Thư ghen, nhưng cách ghen thì ít người nào có được. Thế nên phương thức thể hiện cũng biến hóa khôn lường. Có lẽ một phần bởi thế mà truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có ý nghĩa trong đời sống xã hội. Cả một thế giới nhân vật đa dạng, đại diện cho những kiểu người khác nhau trong xã hội, cứ thế bước ra đời thực với nhiều hoàn cảnh, tình tiết, câu chuyện. Thế nên sức sống của truyện Kiều cứ thế như một mạch rễ sâu bền trong đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.